Văn Hậu. Vâng! Đó là quả ngốc thưa quý vị. Một cú dứt điểm từ xa với lực rất căng và cực kỳ hiểm ác của Hoàng Đức. Và đây có thể là bàn thắng sẽ mang lại chiến thắng cho chúng ta trong trận đấu này. Khoảnh khắc bùng nổ của Nguyễn Hoàng Đức. Một tình huống mà Hoàng Đức có rất nhiều thời gian và không gian để căn chỉnh và tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Rất khó để có thể diễn tả được cảm xúc của các cổ động viên Việt Nam vào thời điểm này, đặc biệt là những cổ động viên đang có mặt trên sân Riza Memorial. Cú dứt điểm hoàn hảo để đánh bại một thủ thành xuất sắc như là thủ thành của Indonesia Vinata. Hoàng Đức đã chứng tỏ cho tất cả thấy là tại sao huấn luyện viên Park Hang-seo lại tin dùng anh ở trận đấu ngày hôm nay.